cách xa. Thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta thử các phương pháp này ạ. Thì phương pháp phẫu thuật nhân như sau. Anh nằm lên. Dạng chân ra luôn, cán bộ nó phải tách. Đúng rồi. Anh nằm tách chân. Thì phương pháp phẫu thuật nhân này thì chúng ta không phải tách chân nạn nhân ra cả. Thì phương pháp phẫu thuật nhân này như sau. Thứ nhất là các cái bước kiểm tra cũng như ban đầu ạ. Chúng ta sẽ kiểm tra nạn nhân. Kiểm tra nạn nhân. Đối với cả nạn nhân còn tỉnh thì chúng ta chỉ việc cõng thôi. Nhưng nạn nhân bất tỉnh này thì chúng ta phải cõng như nào ạ? Thứ nhất này, chúng ta sẽ đặt nạn nhân về tư thế nằm ngửa, kiểm tra băng bó nạn nhân xong. Sau đó chúng ta tiến hành mở một bên cánh tay nạn nhân ra. Sau khi mở được một bên cánh tay nạn nhân ra xong, chúng ta tiến hành này, một tay chúng ta đỡ gáy nạn nhân này. Một tay lắm cái đai quần nạn nhân, lật nạn nhân làm nghiêng lại. Sau khi chúng ta lật nạn nhân làm nghiêng xong, chúng ta sẽ tiến hành này, chúng ta lằn song song với nạn nhân này. Chúng ta lưu ý này, lằn song song nạn nhân này. Chúng ta lằn sát nhá, sát vào hõm vai này. Chúng ta lưu ý này, lằn sát vào hõm vai này. Lằn song song nạn nhân này. Sau đó lắm cái cổ tay nạn nhân này, vòng qua cổ người cứu. Tay lắm cái chân nạn nhân, vòng qua chân người cứu này. Sau đó chúng ta tiến hành khóa chân nạn nhân lại. Để chúng ta lật nạn nhân lên lưng này. Khóa chân này, chúng ta lưu ý này. Chân chúng ta này, khóa chặt chân nạn nhân này. Sau khi khóa chân nạn nhân xong, chúng ta tiến hành lật nạn nhân lên lưng. Rất nhẹ nhàng đúng không? Chúng ta tiến hành, chúng ta bỏ nạn nhân. Sau đó chúng ta tiến hành này, dùng hai tay này, luồn qua hai chân nạn nhân này, xông nạn nhân lên, nắm lấy hai cổ tay nạn nhân. Lúc này chúng ta sẽ như là chúng ta kéo nạn nhân như chúng ta khoác ba lô. Nó có hai cái điểm chính là vai chúng ta này, hai vai này và điểm hai hông chúng ta này. Thế nên là chúng ta sẽ xông nạn nhân lên, chúng ta khoác ba lô.